Nhiều cô chú anh chị nhắn hỏi tôi, năm nay tôi đã lớn tuổi rồi, nhưng tôi vẫn muốn học thêm ngoại ngữ để khi mà đi đây đi đó, giao tiếp trò chuyện với bạn bè, để cải thiện cái trí nhớ của mình, để có thể đi định cư cùng với con cái. Nhưng tôi thì không thích học tiếng Anh theo cái cách mà vậy, học cấu trúc ngữ pháp hay nhồi nhét từ vựng. Tôi trí nhớ rất là kém và tiếp thu chậm. Tôi cũng không thích đến những cái nơi ồn ào hay những cái lớp học đông người. Vậy thì có cái cách nào mà phù hợp cho tôi, nó dễ dàng, nó đơn giản thôi, để tôi có thể cải thiện cái ngôn ngữ của mình từng ngày một không ạ? Và câu trả lời là có. Cái cách này đã được tôi triển khai cho cô Thủy, một học trò của tôi. Cô thì đã nghỉ hưu được hơn một năm rồi, và mong muốn của cô là có thể khi mà đi thăm công ty mẹ ở nước Mỹ, có thể trò chuyện, học hỏi từ những người đồng nghiệp, từ những người cấp trên của mình. Nhưng khi mới bắt đầu thì cô cũng như rất nhiều người khác, cô không hề biết tiếng Anh, từ vựng không có, phát âm thì sai. Vậy thì làm thế nào để mà cô có thể nghe nói tốt được tiếng Anh? Thì bạn hãy nhớ lại cái điều này. Năm 1945, dân tộc chúng ta hơn 90% dân số mù chữ, không biết đọc, không biết viết, nhưng ai nấy đều giao tiếp tiếng Việt rất là tốt. Vậy thì cái nền tảng quan trọng nhất của một cái ngôn ngữ phải bắt đầu từ nghe và nói. Nên nếu như trước đây mà anh chị, cô chú đã học tiếng Anh với cái cách thức học kiểu cũ, học cấu trúc ngữ pháp, nhồi nhét từ vựng mà không hiệu quả, thì no problem, không có cái vấn đề gì cả. Tiếng Anh thực ra không khó, cái vấn đề là chúng ta gì á, đã áp dụng sai nguyên lý khi mà chúng ta học ngoại ngữ. Vậy thì bây giờ chúng ta cần tập trung vào phát triển, xây dựng cái nền móng cho mình từ âm thanh, với ý nghĩa của câu, của từ. Và khi mà chúng ta hiểu được, chúng ta có thể nghe được, thì cái khả năng nói cũng sẽ phát triển dần dần lên. Và tôi đã giúp cho cô Thủy trong một tháng đầu tiên là xây dựng phát triển cái nền móng của mình. Và sắp tới đây thì tôi sẽ giúp cho cô để xây dựng phát triển cái vùng ngôn ngữ trên vỏ não. Và đây là một cái cách học đã được nghiên cứu rất là sâu bởi giáo sư A.J. Hope. Trong suốt nhiều năm qua đã giúp cho hàng triệu người trên thế giới có thể nói tiếng Anh một cách lưu loát, chuẩn xác, tự nhiên mà không cần phải học về cấu trúc ngữ pháp. Nó có tuyệt vời không ạ? Vô cùng đơn giản, vô cùng dễ dàng, mà bạn có thể học ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần với chiếc điện thoại hoặc là máy tính là bạn có thể học tiếng Anh một cách hiệu quả tại nhà được rồi. Nếu như tuyệt vời hơn nữa, có người đồng hành, hướng dẫn từng bước và trách sửa riêng cho bạn, thì tôi tin rằng việc mà bạn nghe nói tiếng Anh trôi chảy sẽ diễn ra nhanh hơn là bạn nghĩ rất là nhiều. Kể cả đã lớn tuổi như là những cái học trò của tôi 40, 50, 60 hoặc thậm chí là 70 nữa. Bởi vì tiếp thu một ngôn ngữ thì dù là trẻ con hay người lớn, chỉ cần đúng nguyên lý thì sẽ có hiệu quả. Với kế hoạch học tiếng Anh bài bản, áp dụng theo nguyên lý khoa học, kết hợp tâm lý, não bộ, giúp cho bạn tối đa hóa khả năng nạp vào. Và khi đầu vào tốt rồi thì đầu ra chắc chắn sẽ tốt. Bạn có thể học tiếng Anh dễ dàng hơn ở bất cứ nơi đâu, một cách vô cùng tiết kiệm. Và nó thậm chí còn tốt hơn cả những khóa học đắt tiền mà bạn phải bỏ ra để đi học ở trung tâm chỉ với một hoặc hai buổi mỗi một tuần, thay vì là bạn học một cách bài bản. Và đảm bảo nhất là chúng ta học hàng ngày để cái đầu vào chúng ta được phát triển tốt nhất. Ngôn ngữ mà không luyện tập thường xuyên thì sẽ rất là nhanh quên bạn nhé.